hello mọi người chào mừng mọi người đến với kênh của mình mình là nhị quang hôm nay mình sẽ đổi gió một tí không làm về modeling nữa mà mình sẽ vọc một ít blender Noise và đây chính là những tác phẩm mà mình làm được dân chuyên nhìn vào sẽ biết ngay đây là gì đó chính là các họa tiết harry trong bộ anime đang làm mưa làm gió các bạn xếp hạng hiện nay demon slayer ở đây chúng ta sẽ có bốn họa tiết và các bạn nhìn vào hãy đoán xem họa tiết nào đơn giản nhất và họa tiết nào phức tạp nhất cho các bạn 5 giây rồi hết giờ đáp án là họa tiết đơn giản nhất chính là của tan zero cực kỳ đơn giản và khó nhất chính là họa tiết họa tiết họa tiết này của ai chính là họa tiết của you đây tại sao mình nói nó đơn giản đây chính là tất cả những gì cần thiết để hoàn thành họa tiết tango chỉ cần dùng một nốt checker texture duy nhất cực kỳ đơn giản scale hai màu xong họa tiết của tango họa tiết phức tạp hơn một chút chính là của Shinobu bởi vì họa tiết của Tanjiro đơn giản quá nên mình cũng mình chỉ cần việc sơ qua cái là các bạn đã làm được rồi mình sẽ bắt đầu hướng dẫn từ họa tiết của Shinobu các quá trình để thực hiện nó cho giống nguyên mẫu đây là mẫu Shinobu mẫu rồi bắt tay vào làm thôi đầu tiên để làm họa tiết này thì mình dùng Voronoi texture. Các bạn nối distance vào surface. Kết quả nó sẽ như thế này. Tiếp đó các bạn bấm phím Ctrl T để gọi nhanh texture coordinate và mapping. Nhớ bấm chuột phải để chọn Voronoi texture trước khi bấm Ctrl T. Còn nếu bạn nào bấm Ctrl T nó không hiện hai nó này thì các bạn vào edit Reference, bật add-on lên. Add-on gọi là noise. Sau đó các bạn kích hoạt noise ranger như thế này, enable nó. Thì khi đó các bạn chuột phải vào bất cứ texture noise nào. Ví dụ như texture noise này. Các bạn bấm chọn nó rồi bấm control T, nó sẽ đều gọi ra. Và nó chỉ hoạt động với texture thôi ví dụ mình dùng shader ctrl t nó sẽ nhảy ra nhưng mà nó sẽ kèm theo một cái texture bởi vì lệnh đó là lệnh để gọi cho texture như các bạn thấy texture coordinate đấy rồi các bạn nên để là object bởi vì mình làm nhanh không có chỉnh sửa gì nhiều mình để object sau đó phòng mục F1 này chọn distance to it rồi các bạn đã thấy nó giống giống chưa chỗ này scale dùng để tăng chỉnh kích thước mình chỉ muốn lấy cái đường viền đen này thôi còn không lấy mấy phần mờ MM mờ bên trong mình sẽ sử dụng coloram gõ nhanh bằng cách gõ ra chọn constant constant là nó không pha màu, nó không uh, cái chỗ giao tiếp giữa màu trắng và màu đen nó không có là mờ, nó không có pha lại với nhau, không giống như uh, liner, liner các bạn vẫn thấy các viền đen mờ ở chỗ giao tiếp, còn stain này là chắc chắn là không, nó sẽ cứng ngắc như thế này, không có mờ, các bạn kéo cho tới thấy được độ dây thích hợp, rồi cái họa tiết bên dưới á, các bạn có thấy nó hơi kéo dài nó bị giãn ra thì chiều dọc mình cũng có thể làm bằng cách đó bằng cách chỉnh scale y, y là dọc ít là ngang các bạn chỉnh scale y một chút để cho nó dọc dọc như thế này đúng không rồi tiếp tục giờ cái họa tiết này nó mềm mại nó mềm mại uống như có rễ cây tương tự rễ cây hay mạch máu nhưng hiện tại của mình nó vẫn thẳng tưng và để làm nó mềm mại công cong như thế này mình sử dụng một cái texture khác đó là noi texture nghĩa là nhiễu texture này dùng để làm nhiễu gặt đặt nó ở trước foranoi nó sẽ làm nhiễu các đường cong này thành các đường cong à, nó sẽ làm nhiễu cái Voronoi texture từ những đường thẳng thành những đường cong như thế này Bây giờ vấn đề ở đây nó đã làm nhiễu quá rồi mình chỉ muốn nó nhiễu sơ sơ thôi cong nhẹ nhàng như bên dưới vì mình phải lấy lại cái vector ở đây mình dùng một cái mix RRB. và mình lấy lại cái vector cái xong mapping này sau đó mình sẽ chỉnh cái mix này, đó các bạn thấy không? cái mix này dùng để pha trộn cái nhiễu và cái không nhiễu, thì khi mình pha trộn hai cái đó thì nó sẽ tạo thành mình sẽ có để điều chỉnh độ nhiễu của nó, đây, hơi nhiễu, thấy tự tự chưa? cái thứ hơi to mình sẽ giảm scale lại, thế này. rồi các bạn cũng có thể di chuyển cái texture này bằng mapping mapping nghĩa là mình có thể xét được vị trí location góc xoay rotation như thế này hoặc scale của cái texture đằng sau nó cho nên giờ mình chỉnh vị trí mình không thích những họa tiết này thì mình sẽ di chuyển x hoặc y để mình chọn họa tiết khác vị trí của họa tiết khác đó đi do này là mặt phẳng nên mình không chỉnh trục z di chuyển chụp ít thôi mình chụp z khó quản lý lắm không quản lý được như thế này các bạn đã thấy tương tự chưa rồi kế tiếp còn phần đổ màu bên dưới màu nó sẽ chuyển từ màu hồng tới màu xanh rồi cuối cùng màu trắng mình sẽ sử dụng gradient texture bởi vì radian là đổ màu ngã màu các kiểu mình sẽ sử dụng một cái mapping mới bởi vì mapping này mình đã có thông số mình đã chỉnh thông số cho nó rồi mình sẽ sử dụng một mapping mới cho cái radian texture này mình sẽ gõ mapping nối nó vào nối này vào luôn các bạn bấm Control Shift chuột trái để kết nối nhanh Radeon Texture với Material Output nó sẽ hiển thị trên cái Material của mình giờ các bạn để ý, hướng hướng đổ màu sẽ là hướng dưới đi lên nhưng trên hình mình sẽ thấy là nó đang đổ từ trái qua phải thì các bạn xoay nó xoay nó bằng trục Z đấy mình sẽ xoay nó một góc 90 độ chiều ngược lại là âm 90 độ. Và vị trí khi mình chọn offset thì vị trí của nó nó sẽ tính từ tâm của vật thể. Nếu các bạn chọn nó là generate thì nó sẽ tính từ góc vật thể. Ở đây mình mặc định là chọn offset từ tâm vật thể nên mình sẽ chỉnh vị trí bắt đầu của cái radian này lại mình chỉnh vị trí của nó chiều dọc chiều dọc là y chiều ngang là ít nhưng mình đã xây nó một góc âm 90 độ rồi nên đâm ra trục ít của nó sẽ trở thành trục dọc mình sẽ chỉnh bằng ít như thế này các bạn bấm một thì nó sẽ xét là dưới này luôn đó một rồi kế tiếp là phần đổ màu đổ màu cách mình sẽ sử dụng coloram để đổ màu như thế này đấy và anh thấy giờ mình sẽ xét màu cho nó đầu tiên là màu dưới cùng màu dưới cùng là chính là màu này màu đen mình sẽ xét màu cho nó lên thành màu hồng màu ở giữa là màu xanh mình sẽ tạo thêm một điểm nữa và mình xét cho nó màu xanh chọn thẳng vào và đó đây là kết quả cuối cùng là mình trộn hai màu này lại với nhau à, mình trộn cái họa tiết với màu lại với nhau bằng cách sử dụng mix ship a đó, mix rgb thả vào sau đó nối hai cái, cái texture này lại một cái test texture và một cái radian texture mình xếp lại cho dễ nhìn rồi Tới đây, đây là phần chỉnh cách hòa trộn. Mix là hòa trộn bình thường. Các bạn có thể dùng ti Đây là một số cách trộn màu cơ bản. Chi tiết các bạn có thể tham khảo tài liệu thêm. Do ở đây mình thỏa điều kiện là một texture là trắng đen nên mình sẽ sử dụng ti và thế là mình đã hoàn thành họa tiết cho Shinobu video tiếp theo mình sẽ làm họa tiết kimono của nhân vật nezuko rất mong các bạn chú ý theo dõi xin chào